Thưa quý vị, của cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá đã và đang làm không gian mạng thay đổi sâu sắc cả về chất và lượng, mang lại những lợi ích chưa từng có cho xã hội. Tuy nhiên, không gian mạng với đặc tính nặc danh, lan truyền nhanh cũng chính là nơi mà hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật đang diễn ra hết sức phức tạp thời gian qua sở thông tin và truyền thông thành phố phối hợp cùng công an thành phố và các lực lượng liên quan thường xuyên theo dõi kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội riêng trong năm 2022 tổng số tiền phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực báo chí thông tin trên mạng là gần 50 triệu đồng ngoài các vi phạm về cung cấp thông tin sai sự thật đã xuất hiện trường hợp mạo danh cơ quan báo chí để đăng tải thông tin trên mạng xã hội trong thời gian đấy nhé thì À, phòng sẽ tiếp tục à, phối hợp với lại sở thông tin truyền thông đảm bảo được cái hoạt động của các à, trang cũng như là hoạt động trên à, không gian mạng để đảm bảo những đúng cái văn hóa à, cũng như đúng cái luật à, an ninh mạng à, trong thời gian đấy nhắc là à, cái à, xây dựng một cái không gian mạng lành mạnh để phục vụ cho cái à, việc phát triển à, chung của à, trên địa bàn thành phố hiện nay các cơ quan báo chí địa phương cũng như các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn thành phố đã tích cực chủ động phát huy vai trò dẫn dắt cung cấp thông tin chính thống do đó người dân đã có sự chọn lọc trong tiếp cận thông tin đủ sức đề kháng trước các quan điểm sai trái thù địch tuy nhiên công chúng báo chí thời đại kỹ thuật số có vô phản cách tiếp cận thông tin do đó để dẫn dắt định hướng thông tin báo chí cũng phải liên tục đổi mới ứng dụng công nghệ chủ động nắm bắt nhu cầu công chúng khi nhu cầu thông tin được đáp ứng, thì nhu cầu tìm đọc các thông tin không chính thống, thông tin sai trái sẽ hạn chế đi xác nhiều. Khi báo chí không nắm bắt được đồng giả, à, sẽ tạo nên những cái thứ gọi là sa mạc à, thông tin, người dùng sẽ không nắm được thông tin, thì lúc đó báo chí sẽ không thực hiện được cái nhiệm vụ trách nhiệm của mình là tuyên truyền được với chính sách của đảng và nhà nước, cung cấp thông tin, cung cấp kiến thức à, hữu ích cho người dùng ở bệnh viện cả nước liên quan đến các vụ việc tung tin sai sự thật trên các trang mạng cơ quan công an đã khởi tố xử phạt hành chính hàng trăm đối tượng bên cạnh đó bộ công an cũng khuyến cáo tất cả các tổ chức cá nhân không trang tải chia sẻ phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tiền giả tiền sai sự thật tiền gây hoang mang dư luận ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự tất cả những người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật